cho các bạn. Các bạn có biết rằng học binh khí là một cái lĩnh vực, một cái level rất cao trong võ thuật. Muốn tập binh khí là phải tốn rất nhiều năm mới đạt, mới được dạy. Và khi bạn được dạy rồi thì bạn cũng phải bỏ ra một cái thời gian rất là nhiều để tập luyện. Khi bạn luyện tập nhiều và nhuần nhuyễn thì lúc này bạn mới biết và nhận ra được cái ưu điểm và cái khuyết điểm của nó. Giống như Thái Cực Đạo cũng vậy. Bạn học nhiều cái cách đá đủ kiểu chưa hẳn đã nêu được tên tuổi của bạn, mà bạn phải rèn luyện công phu mới đá giỏi, đá cao và đá nhanh. Điều này chứng tỏ là gì? Là võ thuật hay bất kỳ hay kiếm thuật là những cái môn võ rất là bao la, và phải nói là một cái môn võ, là những cái môn mà nó bao gồm có tôn giáo, có triết lý cùng với những cái thâm thúy về y học. Khó mà tranh cãi để nói cái nào đúng, cái nào sai. Mỗi một môn phái đều có một cái hướng đi riêng của họ. Thành ra, khi bàn luận với nó, nếu không bàn luận chính xác, chúng ta sẽ bị đi lạc đề. Giống như có một cái anh học viên, thành viên trong Aikido có nói với tôi một câu là cái ông tổ sư có nói là mặt trăng chỉ là một điểm, nhưng hai góc độ nhìn ánh trăng ở vị trí khác nhau thì cho đó ánh trăng đó là một cái vòng tròn to. Thì cái câu này cũng vậy thôi, nó cũng giống như là cái câu mà tôi thường nói, đó là cái câu mà cái câu chuyện mà con voi và những ông thầy mù. Khi ông nắm bắt được cái chân, cái đuôi của con voi thì cho nó là vậy. Thì cũng giống như cái dẫn giải của tổ sư mà anh thành viên Aikido vừa rồi phát biểu. Cho nên, khi học võ, tôi khuyên các bạn phải biết cách quan sát và phân tích, và phải biết xếp những cái gì mà nó tương đồng về một cái dạng nhất định, thì bạn sẽ nhận ra được cái chính xác cái đòn hay cái thế binh khí mà ta khi ta đánh mà không bị người khác làm mờ mắt hay che mắt. Nói tóm lại là bạn chỉ có luyện tập thì mới lãnh hội được cái ý từ những cái gì mình đã khổ luyện. Hôm nay tôi muốn nói cho các bạn biết là cái chủ đề về kiếm nhật, cái sai của kiếm nhật. Trong kiếm nhật nó có một bích bốn kích thước khác nhau, ở dạng kata, ở dạng đoạn kiếm, ở dạng trung bình kiếm và ở dạng katana. Katana thì và cái đoạn cái lần thứ tư đó là nó có cái tên là No Dachi hay là Odachi. Nó là một cái động dài. Cái tay nắm, cái handle của nó sẽ
thường thường thông thường nó có từ 27 inch, 40 inch và 41, 42. Nhưng cái thằng Noda thì nó lại dài hơn, nó có thể là 42, 45 rưỡi. Và mỗi lần thay đổi cái handle này thì cái chiều dài của cái lưỡi kiếm cũng phải thay đổi theo. Mới đây tôi có nghe một anh thành viên trong Aikido nói với tôi rằng ở Việt Nam bây giờ người ta cắt cái lưỡi kiếm nhỏ lại, ngắn lại. Cái điều này tôi không hiểu là mục đích cắt lại làm gì. Nhưng tôi được biết khi học kiếm thì cái kích thước của cái handle này nó sẽ lệ thuộc vào cái lưỡi kiếm, và lệ cái lưỡi kiếm cũng phải lệ thuộc vào handle để cái ba lăng của nó không có quá mức chênh lệch. Bởi vì cái handle mà nặng quá hay là cái thân kiếm nặng quá thì mình không có ba lăng được cái kiếm, mà không ba lăng được cái kiếm thì mình đánh kiếm rất là dở, nó rất là nặng, mình sẽ bị hư cổ tay. Khi mình phát lực của kiếm ra mình sẽ không tạo được cái tiếng gió, mình không tạo được cái tiếng gió, tiếng kêu của cái kiếm. Và tôi xin nhắc lại các bạn, Aikido có những cái đòn mà dạy cho bạn đánh cù kiêu để nắm đòn kiếm, bắt kiếm để phá đòn kia, chém kiếm. Cái đó bạn chỉ biết chứ sử dụng thì rất là khó nha. Bởi vì sao? Tùy theo cái thanh kiếm người ta chém. Nếu người ta thấy ở khoảng 41 inch thì có khoảng giữa cho bạn nắm. Để mà bạn đánh cục kia xuống. Nhưng nếu nó nhỏ hơn cái mức bình thường, nó là đoạn kiếm thì không được ạ. Và trung bình kiếm cũng vậy luôn. Thành ra bạn bạn hãy nhớ kỹ, khi bạn tập trong Aikido chỉ bạn như thế, nhưng thật sự thực tiễn bạn khi bạn đánh rồi bạn mới phát hiện ra là nó có một cái khuyết điểm. Bạn không phải là nắm ngay chính giữa mà bạn phải nắm ngay chỗ cánh tay này. Mà nắm chỗ cánh tay này mà bạn nắm không đúng lúc, cái lực của cánh tay này là cái này là nguy hiểm nhất. Cái cánh tay trái của bạn sẽ nó làm bẻ động, nó sẽ làm cho kiếm đi theo dạng khác, là bạn chết với cây kiếm, lưỡi kiếm nó nhả. Như bây giờ tôi đứng dậy, bạn chụp như vậy, tôi chỉ cần rút cái lưỡi kiếm, sẵn kiếm nhả cái đầu tay này, nhả cái đầu tay ngay đây, kéo cái kiếm trở về là cái lưỡi kiếm tôi chém đứt cái tay của bạn nắm vô. Hãy nhớ kỹ, cây kiếm ở dạng đây là 41 inch. Nếu bạn muốn đánh kiếm giỏi thì tay cầm của bạn phải là 41 inch. Cái thân dài không cần nghĩa lý gì, bởi vì khi bạn có cái lưỡi kiếm dài, cái cán dài, thì cái tư thế bạn rút sẽ chỉ cần lách lách người qua bên hoặc là nhón chân lên thì bạn rút kiếm ra thì dễ thôi. Có lẽ một số người vì rút kiếm ra không không được, thành ra muốn cắt cái kiếm nhỏ lại. Nhưng cái kích thước của kiếm của người Nhật nó đã quy định rồi, thành ra các bạn cắt lại thì cái ba lăng của nó sẽ khác, mà đã khác rồi thì thế kiếm lại khác, thế đánh lại đã khác. Giống như nếu mà cắt quá nhỏ, cái thanh kiếm quá nhỏ thì
bạn đánh cái này là giống như là bạn đánh ở dạng bạn chỉ sử dụng bằng cái ém đỡ thôi, ém ém kiếm ở cự ly rất là gần, bạn không ở phạm vi rộng được. Nhớ nhắc lại, cái này ngắn thì tất nhiên là bạn sẽ đánh ở dạng ngắn. Cái thế đánh của dạng ngắn không thể sử dụng dạng dài. Thành ra cái thế kiếm trung bình của bạn là nó đã có quy ước sẵn của người Nhật rồi, cả ngàn đời rồi. Bạn cắt lại là bạn mất thế trong các đòn đánh. Những cái đòn đánh xoay trở như vậy, rút kiếm ngược như vậy, bạn vừa ra kiếm như vậy, người ta chụp vào, chụp chỗ này, bạn chỉ cần nhấc cái này lên hả lỏng tay là tôi chém ngược lại anh liền. Nha, tại vì bạn không học tới nơi cái bàn kiếm, thành ra bạn không biết cái sự sử dụng kiếm. Người ta vừa chém đây, rút kiếm lại thì người ta chỉ lỏng ở đây, là cái này chém ngược lại, cái sống là bạn, cái lưỡi đó chém ngược lại cái tay bạn, không cho bạn chém nắm kiếm. Tôi xin nhắc lại cho bạn nhớ, kích thước của cái handle này, nó ở Nhật nó có 4 loại khác nhau, kích thước khác nhau, thì cái thân kiếm sẽ có cái trọng lượng khác nhau. Khi bạn đánh những cái đòn bạn muốn cân bằng thì bạn đưa nó cái tay lên đây cân bằng cái kiếm, coi nó có cân bằng không. Nếu cân bằng được là lúc này cái kiếm bạn nó tuyệt vời lắm. Nhắc lại, khi tập về bất cứ loại binh khí nào, ta phải tìm hiểu rõ cái cấu kết của nó, cái hướng đi của nó, mới dạy cho mọi người ta cách bắt kiếm hay bắt dao, bắt gậy. Không thể nào sơ xuất được. Cũng giống như bạn muốn dạy cho người ta đánh bắt cái gậy ngắn này, thì bạn hãy nhớ kỹ, cái gậy ngắn này khi mà bạn nắm ở đây thì cái điểm đánh nó lại khác, mà bạn nắm chính giữa thì điểm đánh lại khác. Thành ra khi mà người ta nắm ở giữa đánh như vậy mà bạn đòi bắt giống như cái đạn cái đô thường ngày bạn tập là sai. Người ta đánh như vậy, khi cái khoảng giữa vậy thì là cái này là những cái biến chiều. Người ta đánh vô đây ta biến chiều vậy, hoặc là biến chiều vậy. Bạn không biết thì bạn sẽ chết, mà nào không hay. Bạn cứ để ý lại, chỉ cho cái người học viên của mình quýnh vô vậy, nhưng mà cái người nắm là cái người rành thì họ nắm như vậy. Búng đầu lĩnh, búng đây một cái, chỉ cần trả tay là bút cơ là liền. Còn đánh ở dạng này là người ta đánh vậy, người ta sử dụng bằng cái này. Để đánh anh, để ém lại. Khi bạn vừa chụp vô cái cây gậy này thì là người ta lá lòn cái tay này vô, chụp này xuống, chụp đè xuống anh, trở lại anh. Thành ra khi học binh khí mà không hiểu nắm khúc nào, chỗ nào, cái cây gậy, cái ngắn, cái dài, thì bạn sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm. Cho nên tôi yêu cầu các bạn, trước khi dạy binh khí cho một bất cứ ai, bạn phải tìm hiểu về nó trước. Bởi vì những, và bạn phải đánh thử trước, phải tập khổ luyện trước, để tìm ra những cái phương pháp chỉ cho nó dễ. Chứ không muốn tự động một cái kiếm Nhật như vậy, bạn cắt cái này lại, nhỏ lại, mà bạn quên cái cán đi, mà bạn cắt cái nhỏ cán thì lại cái kỹ thuật của bạn nó lại bị hạn chế. Bị người ta nhờ có cái người Nhật nó nhờ có cái độ dài như vậy để nó rút kiếm, để nó xoắn kiếm, nó trở đầu kiếm nè, cái lưỡi kiếm nó đang vậy, đang xuống vậy.
tôi chỉ cần ngã trở về, tôi cứ ngã về là cái lưỡi kiếm tôi nó chém ngược lại đứt cái tay anh liền. Đừng có tưởng bỡ, thành ra đừng có tưởng bỡ là bắt được kiếm nha. Đó là những gì tôi muốn nói cho các bạn hôm nay. Trong kiếm Nhật đó có 4 sai. Katana là cái dạng trung bình, kế đến là cái dạng giống như mini của con nít tập, đó là trung bình. Dạng này xài để làm gì? Xài nó để trong trường hợp nào? Nó có bài bản của nó hết. Và đoạn kiếm là cũng có cái dạng của nó. Nó là cái dao nhỏ. Nó là cái dao nhỏ. Mà cái xác suất nó dài. Thành ra các bạn nói nhiều thì các bạn không hiểu đâu. Các bạn phải tập. Khi các bạn tập cái mỗi cái level của bạn, mỗi cái cấp đai của bạn khi lớn, khi lên thì các bạn sẽ thấy những cái gì mình học ở dưới đai dưới đó, mình cho là đúng nhưng mà lên trên nó sai lật, sai lắc, sai hết trơn à. Giống như cái kata mà tôi nói với các bạn. Khi bạn đưa tay ra như vậy, bạn chỉ cần lật bằng tay, khi người ta vừa nắm vô, bạn nhấc nhả nó ra vậy thì bạn đánh thử coi. Bạn để cái bàn tay nằm ngửa vậy, bất kỳ ai, tay lớn hay tay nhỏ, vừa chụp vô một cái là bạn đã đè được cái tay người ta xuống đánh cổ Tegashi. Nếu bạn không thực hiện được động tác này, cổ Tegashi mà nhanh, như tôi nói, bạn quay trở lại đây, quăng cà thối vô mặt tôi, chỉ cần in một cái hình, nguyên cái trái cà, coi như là bạn hiện cái mặt tôi rồi. Bạn thử coi cái điều tôi nói, bạn không chịu trải nghiệm và không có cho tôi biết là bạn đã lãnh hội được hay không. Thời gian gần đây tôi không thấy ai có một cái ý kiến gì, không có góp ý gì. Thành ra, không biết các bạn có lãnh hội được điều gì không. Nhưng tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã tham gia hội. Và hôm nay, cái chủ đề của cái kiếm Nhật tôi xin trình bày cho các bạn để các bạn không có lầm lẫn giữa cái kích thước của cái sai kiếm. Và nhắc lại một lần nữa là trong tất cả các đòn kata hay ryokata, khi bạn xè tay ra, bạn muốn đánh cho chuẩn, ngã bàn tay lên, bạn muốn đánh chiều nào lật ngược bàn tay lên, đánh cô kêu lật ngược bàn tay, đánh sa yundo cũng vậy, lật nghiêng bàn tay. Cái bàn tay của bạn nó rất linh động, vì những đòn khóa của bạn là những đòn đã quy ước, bạn rất dễ dàng đánh, không sợ ok nặng nhẹ to con. Bạn có thể chỉ cho các đây thấp, họ rất là tiếp thu rất là dễ. Nhưng cái điểm đầu tiên bạn vừa xẹp tay ra, không cho người ta nắm liền, nhớ kỹ. Chúc các bạn thành công.